Chào em. Chào anh. Em tên gì? Em tên là Hiền. Em đang ở đâu? Em đang ở Đà Lạt. Chào em. Chào anh. Em tên gì? Em tên là Châu. Tại sao hôm nay em mặc nhiều áo vậy? Bởi vì em đang ở Đà Lạt và anh biết đó, ở Đà Lạt ở Việt Nam rất lạnh. Nên em mặc nhiều áo để cho cơ thể của em ấm hơn. Tại sao em ở Đà Lạt? À, em đi nghỉ đầu năm. Đây là thời gian Tết phải không? À, đúng rồi anh, đây là đầu năm dương lịch. Khi nào thì đến Tết âm lịch? À, năm nay thì một tháng nữa là đến Tết âm lịch. Thành phố Đà Lạt là thành phố hoa có phải không? Đúng rồi ạ. Ví dụ là gì? À, chúng ta sẽ có rất nhiều hoa ở đây. Như là hoa vàng. Đó là chúng ta hoa bướm, Hoa đỏ. hoa đỏ. Tết âm lịch, người Việt Nam thường ăn gì? À, Tết âm lịch người Việt Nam ăn rất nhiều món ăn, có thể ăn bánh chưng, bánh dày, có thể ăn mứt, và uống trà, ăn bánh, và các loại bánh kẹo khác. Em thích đồ ăn Việt Nam không? Em rất thích đồ ăn Việt Nam. Một ngày bình thường em ăn bao nhiêu bữa ăn? Một ngày bình thường em ăn 3 bữa ăn. Bữa ăn nào là bữa ăn chính của em? Đối với em, bữa ăn chính là bữa ăn sáng. Mỗi ngày người Việt Nam sẽ ăn gì? À, món ăn bình thường của người Việt Nam thường sẽ ăn cơm là chính. Sau đó thì sẽ có những món ăn kèm như là đồ kho, rau, đồ ăn xào hay là canh. Buổi sáng người Việt Nam thường ăn gì? À, buổi sáng thì người Việt Nam sẽ có nhiều lựa chọn như là món ăn nước như là phở, hủ tiếu, bún bò, hoặc là có thể ăn bánh mì.